Thưa quý vị và các bạn, cùng với thực hiện đồng bộ linh hoạt nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang còn quan tâm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Mỗi dịp Tết đến xuân về, công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cao. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là việc làm nhân văn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Với mục tiêu mọi người, mọi nhà đều có Tết, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 86.000 phần quà với tổng kinh phí gần 42 tỷ đồng để chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn vui xuân đón Tết. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang còn phối hợp với các mạnh thường quân và các địa phương tổ chức bàn giao 190 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn có nhu cầu về nhà ở, có được mái ấm khang trang để đón Tết cổ truyền của dân tộc trong niềm hân hoan, đầm ấm và sum vầy. Tỉnh đã thực hiện việc chi trả trợ cấp Tết đối với trên 13.000 người có công với cách mạng và thân nhân được nhận quà Tết của Chủ tịch nước với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. 98.000 người thuộc các đối tượng chính sách được nhận quà Tết của lãnh đạo tỉnh với kinh phí trên 65 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã dành nguồn lực gần 100 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn và vận động xã hội hóa để chăm lo cho trên 115.000 đoàn viên người lao động và còn đoàn viên người lao động, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được trên 317 tỷ đồng, qua đó đã cất mới 2.065 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, sửa chữa 164 căn, thăm hỏi tặng quà cho trên 369.000 lượt hộ nghèo, hỗ trợ cho 62.000 lượt người dân gặp khó khăn đột xuất, chi hỗ trợ các hoạt động khác và thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 47 tỷ đồng. Trong cái thời gian qua, thì đảng bộ chính quyền và nhân dân thì cũng chuẩn bị đón Tết, mà đặc biệt là tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân các cấp cũng rất là quan tâm tới cái đời sống, thì thực hiện nghiêm cái chỉ thị số 26 của ban bí thư, rồi chỉ thị 30 của thủ tướng và các cái công điện ấy, thì những cái nội dung đó là mình thực hiện tốt để là chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, và nhất là trong cái thời điểm mà chúng ta đón Tết đấy. Thì đối với những, nhất là những cái gia đình người có công đấy, gia đình cách mạng đấy, thương binh bệnh binh đấy, rồi người nghèo hoàn cảnh khó khăn, rồi những cái gia đình mà bị ảnh hưởng bởi là thiên tai rồi dịch bệnh ở vùng sâu vùng xa, rồi lực lượng vũ trang báo cáo chứ đang thi hành nhiệm vụ trong những ngày Tết, rồi đồng bào dân tộc, thì tôi đề nghị là các ông chí tiếp tục đã làm tốt rồi tiếp tục. Xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc tỉnh An Giang và các đoàn thể chính trị xã hội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy truyền thống, tương thân tương ái của dân tộc, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo gia đình chính sách, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giúp đỡ chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng chung tay để xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và làm giàu cho bản thân mình, chúng ta quyết tâm xóa nghèo để có cuộc sống ấm no hạnh phúc, chúng ta tiếp tục phấn đấu vươn lên. Chính sự chủ động, nỗ lực kịp thời chăm lo Tết của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã mang Tết đến với mọi người, mọi nhà để từng nếp nhà, phân sóc, khóm ấp cùng đón một mùa xuân mới ấm áp, vui tươi, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.